Vâng, xin trân trọng mến chào quý vị đến với kênh YouTube Go Go Around TV. Thưa quý vị, hôm nay tôi đang đứng đây. Quý vị thấy là phía trước này là đường Kim Long quý vị này. Đây. Ngoài kia là sông Hương. Hiền diệu. Mang đến nguồn sống cho biết bao nhiêu người ở Huế. Và cũng chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của quý vị gắn với dòng sông này, đúng không? Quý vị ở Huế ấy. Vâng, thưa quý vị, đây là cái địa chỉ 58 Kim Long. Là cái gì đây? Thưa quý vị, chúng ta nhìn lên này, đây. Cái cổng đẹp không quý vị? Rất là cổ kính. Rồi hai bên nó này có chữ này. Rồi. Ở đây có một bác nữa này. Bác đang ngồi mặc cái áo lá cờ Việt Nam. Nhà vườn An Hiên. Chào bác. Đại xa nhau rồi ai biết anh nhìn lại cuộc đời tôi là mồ côi từ xưa đến nay ai biết anh năm tên nhường ngã là chính năm đi bạc tên chi? Dạ chính Tàu. Tàu à, nhà ở mô? Dạ Hương Long. Hương Long. Rồi Hương bạc ở đây họ có lá không? Không, tôi để tôi nói cho nghe. Dạ. Giờ chờ trở lại cho tôi từ cuộc đời chứ thôi, từ loại khổ đời ra đi. Ai biết hết rồi. Từ loại khổ ai biết hết rồi. Dạ rồi. Từ xưa. Dạ. Là tôi ở mồ côi. Dạ. Là từ 75 tôi ra. Dạ. Từ loại khổ đời ra đi. Dạ. Từ lại cuộc đời. Dạ. Là các bạn ngồi đây là một ngày bạc kiếm được bao nhiêu tiền? Là cái kiếm ăn ăn tôi cũng loại. Kiếm ăn ăn tôi cũng loại. Họ có thuê bạc trực ở đấy không? Không. À. Bây giờ trả lại cho tôi. Mà chăm mưa và nắng, chăm nắng và mưa. Dạ. Giờ chưa. Bà còn con cháu chứ không? Không. À mù rồi. À, cái con mồ côi đâu mà đang con con. Mồ côi cũng mồ côi con luôn à? Giờ lúc xưa là tôi ở nó chỗ cô với viện. Ừ. Là nó chỗ cô với viện. Rồi trên toàn ở đây có ai là bố thí là tặng bạc ít tiền không? Dạ có. À. Là cái tiền đấy á, là cái tiền lâu lâu có một bữa thôi. À lâu lâu có một bữa. Dạ. Thì đúng rồi vì họ tôi năm 75 mà tôi ra. Dạ. Đến năm 75 mà tôi ra. Ta ra có mấy cái câu lên mới đây. Dạ rồi, dạ dạ. Cái câu lên mới đây. Dạ. Cái câu là quốc hạnh mong má làm chính. Rồi bà có tới đây bằng phương tiện chi? Dạ. Bà tới đây bằng phương tiện chi đi bộ à? Dạ quê ở xuống ngoài Hương Long. Nhưng mà đi đến đây bằng phương tiện chi đi bộ đi xe? Xe nào là xe nào là xe ra mất rồi. À rồi cảm ơn bạc thì đây con ra nói chuyện tiếp bạn nghe để con vô tham quan cái vườn thì đó nghe. Rồi chúng ta đi vào bên trong quý vị nha. Ui giời ơi nó mặc mẹ làm sao. Có mấy người đang tham quan đây quý vị này. Chúng ta thấy cái cửa của nó là đây này, xem cái cửa thì quý vị này. Đây. Quý vị thấy cái kiểu khắc nhìn giống như những nhà rường hồi xưa đúng không? Đẹp quá. Nhà vườn ơi, nhà vườn Kim Long. Mấy cây gì đây mấy cậu trại này. Ê, đúng là nhà vườn thì có cả cây à. Như một cái khu rừng nhỏ. Ôi à. Đẹp tuyệt vời. Ở đây này chắc có lẽ là sóng thò lắm đây. Không khí trong lành. Một cái chỗ bình yên giữa cái đô thị ngày nay. Đây, có cháu gái làm duyên dễ thương quá. Chào cháu. Mua đi, hạt đấy cháu, hạt đấy. Bỏ tay rồi, sợ rồi. Chúng ta đi tham quan tiếp quý vị nha.
Ồ, nhà vườn đây. Ồ, đẹp quá. Như là đi lạc vào rừng quý vị nha. Như phim cống. Có mấy cái đèn nữa quý vị này, chắc buổi đêm người ta thắp sáng nhìn gọi lại là đẹp đấy. Như những cái vì sao giữa chỗ bình yên này, chỗ khu rừng cây cối đây quý vị. Ở đây có cái bình phong đẹp cho quý vị này. Nhà vườn an nhiên rộng đó quý vị nha. Cũng khá nhiều hectare đây. Một khu nhà như thế này thì đúng gần giống như thiên đàng rồi. Mát mẻ quá. Chà, ở đây mà đặt cái bằng nhậu ngồi đây mà lái ra với bạn bè thì đẹp đấy quý vị này. Đây có cái hồ nước trong hoa súng. Đây chúng ta ngắm lại cái hoa súng rồi nha, nhìn rồi nhà rường đây. À, chúng ta nhìn lên cái nhà này, đây có lẽ là cái nhà chính ở đây. Cổ kính làm sao, mái ngói liệt. À, hai bên trên nóc có hoa văn. À, nhìn rất là xưa đây. Đẹp chưa quý vị này, để đi vào bên trong nhà tham quan thì quý vị nha. Ôi nhà cổ đây. Ở đây người ta cũng thu phí người. Trên một đô người như vậy là 20.000, tức là gần $1. Đúng, không có gì sai, bởi vì rằng người ta làm như thế này thì không bảo quản, sửa chữa, trùng tu là trang trí. Ồ, đấy có một cái bàn ở đây này, bộ bàn này rất là xưa ở đây nha. Đẹp, cổ xưa. À, trên có mấy cái bức chữ nôm chữ hán là gì đây. Này quý vị đã mạng nhãn chưa, nhà vườn ở Huế chưa, hoành tráng chưa. Đây là chính giữa nhà thờ quý vị này. Rồi. Nền nhà thì được lót bằng cái gạch cũng khá xưa đây.
Chị là chủ ở đây luôn hả chị? À, mình làm cho bà chủ thôi hả? Ở nhà chị ở mô. Dạ, con đường Đào Tấn á. Đào Tấn thì em ở gần trên đó. Em ở trong đường Hoa Thành Loan á. Hoa Thành Loan à? Dạ. Dạ, người bên đó. Chị vì nhìn này ngắm thoải mái luôn. Nhìn là cái nhà rường xưa. Hai bên là, này là những cái chữ gì chị biết không? Không, chiều. Chiều à? Nghiên cứu với... Hạng à? Bà chủ giờ ở mô chị? À, 3 năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ồ, ba con sáng sủa không? Con lành à? Ui giời, ở cái khu đi thì đúng sức khỏe, đúng rồi. Rồi con cái ba ở đâu hết chị? Nói nghe ngon lành hết. Chị mới cùng thua bá hả? Trời đây có bực người xưa với cái vị này. Chị rửa thấy nguồn gốc cái nhà này như thế nào chị có biết không? À, sơ sơ ra như thế nào? Ông Quang hả? À, chủ nhà là... Là Nguyên là hiệu trưởng trường nữ sinh nông khả nà. Ồ, rửa hôn nha. Rồi là tên chi? Ba Đào thì Xuân Yến cái đường đó. À. Chà, chủ nhà là Nguyễn hiệu trưởng của trường cấp 3 Đồng Khánh Huế, tức là Hai Bà Trưng hiện nay quý vị nha. À, trong ba là Nguyễn Đình Chi. Và hiện nay là có tên đường luôn đấy. Gần cái khu vực này, tên đường gần khu vực này. Đây, bên hông nhà đây. Đây có con chó này quý vị thấy, có mấy cái lũ quý vị thấy thân quen không? Lũ này hồi xưa nhà tôi hay nổ rượu đừng hèm nữa quý vị. Ra sau vườn thì về nha. Đây những cây hoa bưởi các vị, hoa bưởi thơm ngào ngạt các vị, đang rất là thơm. Nhà là bà này là có hai đứa con, bốn người con, ba trai một gái. Hiện nay có một người con trai đang sống ở Pháp. À, vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video nãy giờ quý vị nha. À, quý vị không quên ủng hộ kênh một cái nút like, subscribe, đăng ký kênh quý vị nha. À, trân trọng mình chào quý vị. À, đình chỉnh thông tin tí quý vị nha. Bây giờ là ở đây là ba có một đứa con thêm một đứa gái đang ở với ba, còn lại là ba người con trai ở Pháp cả rồi. Vâng, tương tác video, like, subscribe, comment ở dưới video quý vị nha. Có thể là chia sẻ cho những người yêu Huế gặp nhà vườn Huế quý vị nhé. Tuyệt đẹp. Trân trọng mình chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.